Chị học cái giáo trình bên em được nhiều chưa? Nói chung là chị học qua gần hết rồi đấy, đến gần cái đoạn cuối xong rồi cái phần mắc chị hỏi em ấy. Xong đấy cái phần đấy thì con này nhiều quá xong không hỏi được, không vào học lại cái phần đấy. Xong từ đấy mới bỏ đến giờ. À dạ vâng. Thế thì chị đã học qua cái giáo trình ở bên em thì chị cảm nhận cái giáo trình của bên em nó như thế nào? Nói chung là cũng dễ hiểu ấy. Vâng. Dễ hiểu với cả là nó có sát với ở thực tế không chị? Chị chưa đi làm bao giờ nên là ở ngoài nhìn nào chị cũng chưa rõ lắm đâu, nhưng mà học thì nó cũng dễ hiểu ngắn gọn thôi. Chứ là học bên cái toán hình thì học được. Dạ vâng. Thế trước đây chị biết đến bên em qua cái kênh nào ấy chị? Xem trên mạng. Em chị trên mạng, trang trên Google ấy. Con chị thấy trang cái toán hình chị vào tìm hiểu. Xem chị mới đăng ký. Ừ, dạ vâng. Chị học ra trường lâu năm rồi, chị cũng mất gốc với em bây giờ và cũng học lại gọi là quả từ đầu ấy. Dạ vâng. Nên không chưa thể đánh giá thực tế về bên mình nào vừa. Dạ vâng. Bên em cũng nhiều học viên chưa biết gì về kế toán ấy, mà học cái giáo trình bên em hoặc là họ cũng đã đi làm được ấy. Nên là chị cố gắng sắp xếp thời gian để học rồi mà đi xin việc nhá. Vâng. Chị cứ có gì chị học dần dần giáo trình đi. Chị hỏi em nhé. Vâng, có vấn... chị nhé. Dạ vâng, có vấn đề gì thì cứ liên hệ em để em hỗ trợ cho. Vâng, tại vì thời gian đâu. Chị thất thường ấy cho con cái nhỏ ấy nên là không học liên tục được ấy. Thì chị tối chị cứ học đi, xong rồi là ví dụ mà tối học xong có vấn đề gì vướng ấy thì chị cứ chat qua Zalo cho em, xong rồi là sáng mai em trả lời. Thì cái buổi hôm đấy ở nhà thì chị sẽ học tiếp, không sao đâu. Để cơm nước gì chưa? Em ăn rồi, vừa em ăn xong. Thế là phải gọi hỏi chị xem là hôm nay cài chị đã làm được gì chưa ấy. Đây mình ra thì vào được, em cài cho đi vào được. Xong đến cái phần vào học thì không vào được. Xong rồi lại cơm nước cho con cái. Xong rồi tao hít thử cho nó. Vâng. Thế giờ mới vào được đây. Vâng. Với cả là ở trong cái giáo trình của bên em ấy, bên em cũng mới cập nhật tất cả các cái thông tư nghị định mới hoặc là các cái cách cài MISA mới nhất của năm 2022, cách áp bản quyền ấy. Mọi thứ bên em đều cập nhật liên tục, nên là có thời gian thì chị cứ truy cập vào giáo trình bên em để mình xem thêm, mình hiểu để mình đi làm nhá. Vâng. Thì chị cứ xem đi, xong rồi học có vấn đề gì thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em, chứ không ngại đâu. Vâng. Bây chị học, bây chị phải vào từ đầu đây. Chị cứ học lại đi cho nó nhớ, không sao đâu, mất chút thời chị gian. Chị cứ phải học mà nó nhớ. Chị cứ phải học lại từ đầu đây. Vâng, thì cứ làm đi. Ok, thôi là cái gì, chị liên hệ với em qua Zalo nhá. Vâng, có gì thì cứ gọi cho em, không phải ngại nhá. Dạ, ok. Vâng, dạ vâng, em chào chị. Chị cảm ơn nhé. Dạ vâng, em chào chị ạ.